Ngày 24 tháng 4 năm 2022, theo báo cáo của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày 23 tháng 4, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức 57 điểm tiêm lưu động, trường học trên địa bàn 6 quận huyện, thành phố Thủ Đức để tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 12 tuổi. Trong ngày có hơn 10.700 trẻ được tiêm, 295 trẻ hoãn tiêm, 10 trẻ được chuyển bệnh viện để tiêm. Như vậy, tính từ ngày bắt đầu tiêm 16 tháng 4 đến hết ngày 23 tháng 4, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm vaccine COVID-19 cho gần 155.000 trẻ từ 5 đến 12 tuổi. Trong số này, có 3.427 trẻ hoãn tiêm, 519 trẻ được chuyển bệnh viện tiêm. Bên cạnh đó, có khoảng 22 trẻ có phản ứng sau tiêm nhưng đều được phát hiện sớm, xử trí kịp thời. Hiện sức khỏe ổn định. Công tác tổ chức tiêm vaccine COVID-19 diễn ra trật tự, an toàn và đảm bảo công tác phòng chống COVID-19. Dự kiến trong ngày 24 tháng 4, Thành phố Hồ Chí Minh triển khai tiêm vaccine COVID-19 trong buổi sáng với 6 điểm tiêm, 23 bàn tiêm tại 2 quận, gồm quận 8, quận Gò Vấp với khoảng 2.509 trẻ. Đến hiện tại, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm khoảng 21 triệu liều vaccine COVID-19, bao gồm hơn 8,2 triệu liều mũi 1, hơn 7,3 triệu liều mũi 2, gần 683.000 liều mũi bổ sung, hơn 4,2 triệu liều mũi nhắc lại. Kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 của Thành phố Hồ Chí Minh là đảm bảo bao phủ liều bổ sung, liều nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên và đủ liều cơ bản cho người từ 12 đến 17 tuổi, đồng thời tổ chức tiêm tại nhà cho những người khó khăn trong việc di chuyển, tiếp tục tổ chức tiêm cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi.